Sáng ngày 2 tháng 6 năm 2021, khu vực chốt chặn chốt Covid-19 tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh ở giao lộ Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng không còn cảnh ùn tắc nghiêm trọng như những ngày trước. Tuy nhiên, vẫn còn rất đông phương tiện chờ tới lượt để qua chốt. Lực lượng chức năng chốt kiểm soát vẫn vất vả giải thích các trường hợp vào quận phải có giấy xác nhận công việc. Việc kiểm soát vẫn được xử lý thủ công, mất khoảng 10 giây cho mỗi trường hợp được phép đi qua hoặc không, đôi khi lâu hơn mình nhiều người dân vẫn còn lúng túng. Dạ, tới chưa? Khai báo rồi. Của mình phải chụp hình cái lại hả? Đúng rồi. Tại vì em mới khai báo. Bây giờ mình khai báo trên điện thoại dễ mà. Đây em có rồi. Khai báo rồi. Trước đó, vào chiều ngày 1 tháng 6 năm 2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cùng lãnh đạo các sở ngành đã làm việc với quận Gò Vấp để tháo gỡ các khó khăn của địa phương này sau 2 ngày lập chốt phong tỏa và áp dụng giãn cách xã hội toàn quận theo chỉ thị 16 năm 2020 của Thủ tướng. Theo ông Dương Anh Đức, các chốt chặn gặp khó khăn vì phương tiện quá đông, mọi trường hợp đều xử lý thủ công nên xảy ra tình trạng ùn tắc những ngày qua. Chưa kể, nếu như có một người cự cãi thì việc ùn tắc càng nghiêm trọng. Do đó, yêu cầu ban hành lại quy định, theo đó nêu rõ vào giờ cao điểm thì lực lượng chức năng kiểm tra theo xác suất dựa trên mật độ lưu thông cụ thể trên các tuyến đường. Khi thấp điểm thì tăng tỷ lệ kiểm soát lên hoặc kiểm soát chặt chẽ 100%. Cho đến trước 8 giờ ngày 2 tháng 6 thì toàn bộ phương tiện qua chốt chặn giao lộ Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng đều được kiểm tra. Chạy thẳng bên Hồng Đức đó, chạy đây mấy năm mà giờ cái phiếu ấy đó, giờ đi chạy đã từng là chạy 3 ngày đó. Cho chồng lúc nào không có đi tới. Nó chạy từng phải 3 ngày đó. Đó là chạy lập phẩm á, đó là từng lễ chạy 3 ngày đó, phải chạy 3 ngày đó. Dạ. 246. Dạ. Bệnh viện Hồng Đức. Bây giờ là mình vô đây để làm gì anh? Đi khám nữa. Đi thứ tư đây đi chạy nè. 246 đó. 246. Cầm nay bắt đầu xin giấy ấy. Đã là ngày thứ 3 lập chốt chặn ở khu vực này nhưng nhiều người dân vẫn chưa nắm được quy định, tỏ ra bối rối khi không biết có được qua chốt hay không. Lực lượng chức năng cũng vì thế mà giải thích rất vất vả. Giấy tờ đâu anh? Giấy tờ anh đi nhà Gò Vấp. Không, nhà của mình ở bên quận 12. Quận 12 thì anh đi đường khác nha. Đường khác anh đi đường An Sương Cộng Hòa giùm em đi. Rồi ok. Rồi sốc cũng mới vậy. Thuốc rồi. Bao nhiêu thế chưa? Có rồi, rồi chưa khai bao thế đâu. Anh để giấy tờ chờ đó. Giấy tờ anh ở đây. Giấy tờ em là để trên cơ quan. Giấy tờ chứng minh dân. Giấy tờ địa thân của mình đó. Rồi khai báo y tế cho. Hơn 8 giờ sáng, khi lưu lượng xe qua lại đã đông, lực lượng chức năng cho xả chốt khoảng 30 phút. Người và xe được lưu thông qua lại bình thường, sau đó chốt lại tiếp tục đóng và kiểm soát 100%. Đáng chú ý, ở bàn khai báo y tế bằng giấy và ở góc đường, nơi người dân dừng lại để khai báo y tế qua điện thoại ở trước chốt phong tỏa, vẫn có tình trạng tập trung đông người không đảm bảo giãn cách xã hội.